Sài Gòn Vlog xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay là ngày Tết Thanh Minh, ngày lễ Thanh Minh, cho nên là có rất nhiều người đi bốc mộ nha anh chị ơi. Đây, có rất nhiều người đi bốc mộ. Hồi sáng là đông lắm anh chị, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chứ sáng đông lắm. Họ bốc từ khoảng 4 giờ sáng luôn anh chị. Người ta coi giờ đi hợp giờ nào là bốc gì đó. Cho nên cái nãy em vào nghe nói có người tôi bóc từ khoảng là 4 giờ sáng, bây giờ là xong, bây giờ tôi đã thiêu xong rồi, nhận được hũ cho cốt luôn rồi. Ok, và giờ chúng ta cùng vào trong khu nghĩa trang Bình Hòa để xem trong đó người ta bóc nhiều hay không nha. Đây là chúng ta ban quản lý nè anh chị. Ok, và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong nha. Có nhiều anh chị không biết, cứ nghĩ tới đăng ký là bốc liền không à. Nhưng mà không phải anh chị ơi. Tới đăng ký xong, lên 380 Kinh Dương Vương đăng ký xong phải mấy ngày sau. Hoặc là em không biết nha, nhưng mà phải đăng ký trước à. Rồi trên đó về đây họ mới sắp xếp lịch bốc mộ. Chứ không phải là anh chị đăng ký là xong là bốc được liền đâu. Có nhiều anh chị tưởng rằng là lên đây đăng ký trên đây và bốc luôn, mà không phải. Anh chị lưu ý nha. Phía trong đây là giai đoạn 2 của nghĩa trang Bình Hương Hòa nha anh chị. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào bên trong khu giai đoạn 2, giai đoạn 3 để xem trong đây người ta đang bốc nhiều hay không nha. Đây anh chị nè, đây người ta vào đây nó bốc quá. Đó, người ta bốc mộ đó anh chị. Đông lắm anh chị ơi, sáng sớm đi đông lắm. Để coi. Đây anh chị, mấy ngôi mộ qua đường bốc đây nè. Đây. Đó anh chị, mấy ngôi mộ qua đường bốc đây nè anh chị. Đặc biệt là bên Phật á, thì họ bốc xong họ không có lắp anh chị. Bên Công giáo bốc xong thì họ lắp. Chị. Từ mới giờ có quay cái nào không á, người ta bốc quá trời đó. Em đi vòng vòng thôi chứ không có đứng quay vậy. Dạ. Anh bốc nhiều chị ha. Dạ. Bên đây là khu giai đoạn 2 nè anh chị, nhìn thấy không? Họ bốc đi rất là nhiều rồi đó anh chị nè. Đây giai đoạn 2 nha. Anh chị thấy trống không? Trống nhiều lắm nha. Đó, họ bốc đi nhiều lắm. Phía trong kia bốc. Đây nè anh chị, người ta đang bốc mộ phía dưới nè. Đó, trong kia cũng có nè. Đó, phía trong này đang bốc nè anh chị. Dạ chú. Phía trong này họ đang bốc nè anh chị. Phía trong này đang bốc luôn nha. Đó, mấy cái mới sang bốc nhiều lắm nè anh chị. Đây. Đó. Dấu họ đang bốc trong kia. Và mấy cái mới bốc nè anh chị. Đắt. Nhang còn đang cháy luôn nè anh chị. Đây. Đó, nhang rồi đang còn cháy luôn nha. Trong đây cũng đang bốc nè anh chị. Đây là xe của người nhà họ đi bốc mộ.
cho cô già. Ở trong đây họ đang bóc mộ nhiều lắm anh chị đó, anh chị thấy dạ đó, anh chị thấy trong kia họ đang bóc này ha. Rồi đó anh chị, mấy cái họ thường bóc xong họ bỏ trong cái túm vậy anh chị, họ bỏ trong cái túm xong rồi xách ra ngoài anh chị. Ok, cái này bóc lâu rồi, cái này mới bóc sáng nay luôn nè. Dạ trước hồi sáng em cũng mới up một video về bóc mộ trong nghĩa trang sáng hôm nay, có gì anh chị xem thêm video nha. Trong đây người ta đang bóc luôn nè anh chị. Đó, trong này họ đang bóc luôn đó nha. Mấy bữa đi đâu 4-5 ngày không tới. 4-5 ngày không tới, tới chim chết quá trời phải không? Bữa đó đi đâu vậy? Trời ơi, em tới mà em thấy cái lồng gần cái chục con. Mà đúng là càng nhiều chim nó càng vô nhiều ha. Sáng giờ có được bao nhiêu rồi anh? Cái lồng sáng dính con nào không? Chắc có chứ. Kìa, cố gắng kiếm 10 con. Ủa, 30 con đẹp ha, nếu mà kiếm được 3. Ủa, có bữa thấy nó bay theo đàn nha, nó bay theo đàn xuống đây, cái bữa anh nghỉ á. Ủa, ai chặt cây trong kia kìa, mới chặt nữa kìa. Đó, mấy cây ngà ngà đó, ai mới chặt phải không? Bộ tính ra làm cái lồng này cũng được chứ ta. Anh nếu là nhiều nhiều ngày đi thu cũng được mấy chục con thôi chứ. Ngày chợ được tháng nắng thôi chứ tháng mưa nó chết hết. Mưa đâu kêu đâu. Dạ. Mà tháng nắng này mình kiếm tiền được rồi. Tháng nắng này nếu mà anh kiếm bằng, anh treo bằng cái này ngày anh kiếm được 20 con đi. Anh 7 ngày được 20 con nữa, 40 con là cũng ổn rồi. Người ta treo nhiều lắm. Có con chú kia treo chứ mấy. Có, nhiều. Treo gì ra anh trời. Vậy hả? Treo trời. Treo trời lúc có ông chim kia chở anh treo quá, treo gì ra anh trời. Ông kia, ông già treo kia nữa. Tính ra giờ tranh thủ làm chứ mùa mưa thì đâu có làm được nhiều đâu. Mà tính ra anh treo trong hồ đây, trong khu hồ đây cũng được rồi nè. Thấy ông chú già lớn tuổi ổng đi khắp mọi nơi mà. Thì ông treo à, trừ ra là ngay chỗ cái bãi nào cũng đang quýnh chim á. Ừ. Là không có treo. Ừ. Dạ dạ. Không đi trước nha. Cái bữa em mang cây vô định chọt cứu miếng chim ở chứ, cái là thấy anh gỡ rồi. Bữa anh vô thấy cây già nằm đây không? Rồi em thấy cái lồng chim nó chết sạch, em định em leo lên không được. Em định dỡ xuống để em gỡ nó ra. Mà em tới thấy anh gỡ rồi, gỡ sạch luôn rồi.
Một con chim thì bán được 5 đến 6 ngàn anh chị nha. Trong đây bóc nhiều lắm chị, trong khu này nè, ta đang bóc nhiều lắm nha. Đó, người ta bóc nhiều lắm anh chị. Vì chị biết là họ mở quán nước phía trong luôn là biết sao này ha. Đó, người ta mở quán nước bán bông rồi luôn. Qua bên khu này thuộc giai đoạn 3 rồi anh chị ơi. Nó cái giai đoạn 2 là giai đoạn khi nãy, và khu bên này thuộc giai đoạn 3 rồi, cho nên chúng ta thấy nó cũng vắng, ít người bóc anh chị. Trong đây cũng có đội đang bóc nè. Đó, trong đây cũng có người đang bóc ha. Và người ta bóc từ sáng sớm luôn anh chị à. Thì lúc nãy em vào trong em quay á, thì có người nói: ủa sao chị có sớm vậy? Thì người ta mới nói rằng tôi bắt từ 4 giờ sáng, cho nên bây giờ là có nhận được cho cốt thì bình thường. Bóc xong rồi vào họ dồn 2-3 cái lại, 4-5 cái lại rồi họ đi thiêu một lần. Những người chắc đây là những người cô chú chăm sóc mộ. Ở trong khu này họ bóc cũng nhiều anh chị ạ. Anh chị rải rác phía trong họ đang bóc nhiều lắm à, thì cũng có rằng là người ta thuê bóc cũng có, thuê mấy cái đồ phía trong bóc cũng có, và mấy cái đồ bên ngoài cộng tác bóc cũng có luôn anh chị ơi. Biết sao có những ngôi mộ họ dán giấy nhiều vậy ta? Này họ dán giấy là quá trời luôn nè. Không biết là chắc đây là một cái phong tục của một cái người dân ở một cái miền nào đó ha.
ở đây ông đi á. Như vậy là ở giai đoạn 1 anh chị ạ, sau ngày hôm nay chúng ta thấy còn một số ngôi mộ còn lại. Như vậy là rất nhiều người thân họ đã không tới bốc, gần như là họ ở đây có nhiều cái mộ họ đi chăm sóc, đi chăm sóc mộ anh chị, đi thăm mộ đó, người ta đi thăm mộ nhiều ha. Ở đây nè, nhóm người này nè, ở giai đoạn 1 hôm nay có nhiều ngôi mộ họ không bốc, coi như là họ không muốn bốc luôn rồi anh chị à. Bởi vì giai đoạn 1 họ bốc xong hết rồi, bốc xong hết rồi. Vậy mà còn một số ngôi mộ còn lại, cứ tưởng rằng Tết Thanh Minh là người ta sẽ lên đây bốc, mà ngờ họ không bốc luôn. Trong đây có người đi thăm mộ ha. Bóc thì nhanh hơn chị ơi, bóc thì rực rẹt, bóc thì khoảng 1 tiếng là xong chứ mấy. Quan trọng là anh chị cho thêm bao nhiêu, bồi dưỡng thêm bao nhiêu thôi. Đây hôm nay đi thăm mộ ha. Chú, ở đây có con gà mẹ nó dẫn bầy gà con vào đây nó phá luôn rồi. Ok, chúng ta cùng đi ra khu ngoài đây để xem khu bên ngoài đây thì cúng đắt vậy không. Tưởng rằng còn rất nhiều ngôi mộ còn nằm lại ở giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, và các ngôi mộ đó là đã được người thân đăng ký bốc mộ rồi, đăng ký là gia đình tôi sẽ lên bốc mộ, nhưng mà cứ ngỡ rằng Tết Thanh Minh là họ sẽ lên bốc, nhưng không anh chị, em thấy phần lớn là họ bốc ở giai đoạn 2. Những ngôi mộ ví dụ như trước mặt chúng ta ở ngoài kia là những ngôi mộ còn sót lại của giai đoạn 1, nhưng tới hôm nay tưởng rằng Tết Thanh Minh người ta sẽ lên bốc, nhưng mà chưa anh chị ơi, chưa thấy bốc luôn anh chị ạ. À, bên ngoài kia thì có người đang bốc kìa, bên ngoài kia có người đang bốc ha.
Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tiếp đây. Ở đây mộ vô danh rất là nhiều nè anh chị thấy không? Khu này mộ vô danh rất là nhiều luôn. Khu này thuộc giai đoạn 3 cho nên rằng là chúng ta thấy mọi người đi thăm viếng thì có, chứ còn đi bốc mộ thì ít lắm anh chị. Cái khu này là khu mọi người để xe để vào bốc mộ, cho nên chúng ta thấy nhìn chung cái khu này có nhiều người hơn đó, trong đó rải rác đo trong kia có nhiều người đang bốc mộ người thân của mình. Mình thấy rải rác vẫn có những cái đồi hả bác, rải rác vẫn có những cái đồi bốc mộ khắp mọi nơi ở đây anh chị nha. Có những người mặc áo xanh cũng có, mà có những người không mặc áo xanh cũng có. Đây nè anh chị thấy những cái bịch màu trắng trắng không? Những cái bịch màu trắng trắng là họ nhận những cái người xong, những cái anh chị mà họ nhận đào đó, đào xong họ nhận đi thiêu luôn, đào xong họ nhận đi thiêu luôn anh chị. Cho nên chúng ta đi ngang qua những thay đấy, có những cái bịch màu trắng trắng trong kia anh chị đó, trong đó có những bịch trắng trắng đó là cái bịch đựng cho cốt anh chị nha. Ví dụ mình bóc lên xong, bóc lên xong là họ bỏ trong cái bịch đó, bởi vì cái bịch đó sau này nó phân hủy dễ hơn, họ đốt luôn nó dễ hơn, cho nên người ta sẽ dùng cái bịch đó anh chị đó. Rải rác khắp mọi nơi có người đào mộ. Rồi ok, em xin được
ngưng video tại đây nha anh chị ơi. Rồi, em xin ngưng video tại đây anh chị ạ. Mộ đã được đào luôn nè anh chị. Rồi, mình ngưng video tại đây anh chị ơi.